Dạ, cảm ơn bà con trở lại với miền Tây Hậu Giang. Tiếp tục miền Tây Hậu Giang xin phép cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Hậu Giang, dịch vụ ăn uống được bán tại chỗ, karaoke, spa hoạt động trở lại từ hôm nay. Ủy ban nhân tỉnh Hậu Giang vừa ban hành công văn số 58 về tăng cường các biện pháp bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Bên cạnh một số hoạt động được mở lại, công văn nêu rõ yêu cầu dừng tổ chức các lễ hội, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các sự kiện liên hoan. Dịp cuối năm có tập trung đông người trên địa bàn và theo phân cấp quản lý, trừ các lễ hội, hội nghị theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Karaoke hoạt động trở lại, ăn uống được bán tại chỗ nhưng không quá 50% công suất, trừ địa bàn dịch cấp độ 4. Đối với hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, karaoke, internet, khu vui chơi, giải trí, trò chơi điện tử, các cơ sở làm tóc, spa, massage, làm đẹp được hoạt động phục vụ khách tại chỗ, trừ địa bàn có dịch cấp 4 phải dừng hoạt động. Nhưng cam kết phục vụ số lượng khách không quá 50% công suất, đồng thời thực hiện giãn cách tối thiểu 2m giữa các bàn ăn. Chủ cơ sở phải có các biện pháp kiểm soát, thông tin khách hàng để phục vụ truy vết, quét mã QR code. Tất cả khách hàng, nhân viên và người quản lý đều phải tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Chủ cơ sở phải thực hiện test nhanh kháng nguyên sàng lọc SARS-CoV-2 thường xuyên cho người lao động định kỳ, ít nhất 2 tuần trên lần. Giao ủy ban nhân phường, xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm. Thời gian kể từ 15 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2022 đến khi có thông báo tiếp theo. Hiện tại, tất cả 75 xã, phường, thị trấn ở Hậu Giang đều đang ở cấp độ dịch 3, vùng cam, nguy cơ cao, nên đủ điều kiện áp dụng các quy định được bán ăn uống tại chỗ, cho karaoke, spa hoạt động trở lại. Tình hình dịch bệnh tại tỉnh hiện đang ghi nhận số nhiễm cộng đồng vẫn đang ở mức cao so với thời gian trước đó. Trung bình hơn 450 bệnh nhân mỗi ngày. Số bệnh nhân tử vong do COVID-19 cũng tăng dù tỷ lệ thấp so với khu vực cũng như cả nước. Tổng cộng gần 22.200 bệnh nhân COVID-19 được ghi nhận từ đầu dịch. Khoảng đầu tháng 7 năm 2021 đến nay, trong đó có hơn 18.350 trường hợp đã được điều trị khỏi và xuất viện. Còn 3.680 bệnh nhân đang điều trị, trong đó hơn 2.100 F0 không triệu chứng điều trị tại nhà. Sẵn sàng các phương án, kịch bản, ứng phó linh hoạt, kịp thời, chủ động kiểm soát dịch bệnh trong mọi tình huống. Tiếp tục triển khai thực hiện quy định hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo quyết định số 1988 ngày 20 tháng 10 năm 2021 và quyết định số 2060 ngày 31 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh. Căn cứ thông báo đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh hàng tuần hoặc đột xuất để chủ động triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch và các hoạt động kinh tế, đời sống xã hội của người dân trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò của hệ thống giám sát y tế, lực lượng công an xã, tổ COVID cộng đồng và nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, sẵn sàng các phương án kịch bản ứng phó linh hoạt, kịp thời chủ động kiểm soát dịch bệnh trong mọi tình huống. Hạn chế di chuyển khi không cần thiết để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 hạn chế di chuyển khi không cần thiết
để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, cũng như bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Trường hợp do nhu cầu phải đến về địa phương từ vùng có dịch, phải thực hiện khai báo y tế trung thực, chính xác, thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn kịp thời các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Đảm bảo duy trì chế độ thường trực phòng chống dịch 24/24 giờ ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn đảm bảo duy trì chế độ thường trực phòng chống dịch 24/24 ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Đặc biệt là lực lượng y tế, công an, quân sự, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế theo phương châm 4 tại chỗ nhằm đáp ứng kịp thời các tình huống dịch bệnh, tăng cường quản lý, giám sát các trường hợp nhập cảnh là chuyên gia, công dân Việt Nam từ nước ngoài về nghỉ Tết, thăm người thân, lưu trú hoặc làm việc tại địa phương, đặc biệt các trường hợp đến đi về từ các quốc gia đã ghi nhận biến chủng mới Omicron. Doanh nghiệp chủ động xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 định kỳ cho công nhân, người lao động. Chỉ đạo các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thường xuyên đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tới từng phân xưởng trên khu vực sản xuất. Chủ động thực hiện xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 định kỳ cho công nhân, người lao động. Yêu cầu người quản lý doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh kiểm tra, giám sát, chỉ đạo tổ an toàn COVID-19 của đơn vị thực hiện nghiêm việc kiểm soát người lao động trong đơn vị, đặc biệt thực hiện triệt để việc khai báo y tế để thực hiện xét nghiệm và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Tiếp theo phần tin COVID trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Phối hợp chặt chẽ trong điều trị F0 tại nhà. Hơn 10 ngày thực hiện quản lý chăm sóc F0 không triệu chứng tại nhà, một số địa phương đã thích ứng tốt, F0 chủ động tự bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng tốt hơn. Lấy mẫu xét nghiệm cho F0 điều trị tại nhà ở xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A. F0, trạm y tế lưu động, hợp sức. Gia đình có 6 thành viên và tất cả đều có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, anh D ở xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A không hoang mang như trước đây mà bình tĩnh để có thể chăm sóc tốt cho cả gia đình khi được điều trị, quản lý, chăm sóc tại nhà. Anh D chia sẻ, giờ thì do việc đi làm rồi tiếp xúc, giao lưu, mua bán, nguy cơ có thể lây nhiễm bệnh là rất khó tránh khỏi. Tôi đã chuẩn bị tâm lý và sẵn sàng để ứng phó khi nhiễm bệnh. Cả gia đình 6 người đều nhiễm bệnh, chúng tôi chăm sóc cho nhau theo hướng dẫn của y tế địa phương. Hàng ngày, anh D chăm sóc và theo dõi sức khỏe cho cả nhà, tự đo thân nhiệt và đo oxy trong máu, nhịp tim bằng máy SpO2. Kết quả đo được, anh báo cho nhân viên y tế qua nhóm Zalo mà cán bộ y tế thiết lập điều trị F0 tại nhà. Anh D cho biết thêm, trạm y tế lưu động của xã cho gia đình tôi mượn máy SpO2. Có thiết bị này, tôi theo dõi sát sức khỏe tất cả các thành viên trong gia đình tốt hơn. Nhân viên y tế hướng dẫn rất tận tình. Có hôm, cha tôi bị sốt, tôi gọi điện thoại báo, nhân viên y tế hướng dẫn cho mình cách xử lý. Còn anh H ở xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A cũng dương tính với SARS-CoV-2 và được điều trị tại nhà. Gia đình anh có 4 người nhưng chỉ có mình anh nhiễm bệnh. Anh H bộc bạch, tôi tự ở khu nhà riêng tách biệt với vợ và 2 con. Để chuẩn bị cho việc điều trị tại nhà, tôi đã mua máy SpO2. Nhà cũng có nhiệt kế nên mỗi ngày tôi tự theo dõi sức khỏe, ngồi chụp hình gửi lên nhóm Zalo cho nhân viên y tế xem. Có đầy đủ thiết bị theo dõi sức khỏe và có sự liên hệ chặt chẽ với nhân viên y tế nên tôi an tâm khi điều trị tại nhà. Xã Thạnh Xuân là một trong những địa bàn có số F0 điều trị tại nhà nhiều nhất huyện Châu Thành A. Theo ông Nguyễn Quang Hùng, trưởng trạm y tế xã Thạnh Xuân, xã có trên 70 F0 đang được quản lý, chăm sóc tại nhà. Chúng tôi đã thành lập nhóm Zalo đã kết nối các F0 điều trị tại nhà, thuận tiện cho việc trao đổi thông tin sức khỏe mỗi ngày của bệnh nhân.
ngoài trao đổi qua số điện thoại. Lãnh đạo Ủy ban nhân xã cũng vận động mạnh thường quân tài trợ máy SPO2 cho trạm. Những máy này chúng tôi cho gia đình F0 khó khăn mượn, nhưng trường hợp nhà anh D qua đó góp phần giúp bệnh nhân có điều kiện theo dõi sức khỏe tại nhà tốt hơn. Nhiều bệnh nhân đã tự mua máy SPO2 nhiệt kế để tự theo dõi sức khỏe, nhờ vậy sức khỏe bệnh nhân được theo dõi tốt dù điều trị tại nhà. Cũng theo ông Hùng, tâm lý chung của đa số các nhân người bệnh hiện nay là đã thích ứng được, không còn quá sợ hãi hoang mang khi nhiễm Covid-19. Sự chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để thích ứng là điều cần thiết thời điểm này. Thực tế, nhận thức của người dân đã chuyển biến tích cực, hiểu biết nhiều hơn về căn bệnh này và linh hoạt ứng phó, nên thuận lợi cho địa phương thực hiện quản lý chăm sóc. Đồng hành chia sẻ với F0 khó khăn. Tại các địa phương không chỉ quan tâm quản lý, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân Covid-19 khi điều trị tại nhà, mà còn quan tâm hỗ trợ thuốc, nhu yếu phẩm để cùng gia chia sẻ giúp bệnh nhân vượt qua khó khăn những ngày cách ly điều trị. Bà Lưu Thị Cẩm Tú, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 3 thành phố Vị Thanh cho biết, chúng tôi đã thực hiện chương trình cùng hội viên vượt qua dịch Covid-19, qua đó tăng cường các hoạt động hỗ trợ cho hội viên khó khăn khi nhiễm bệnh, đã tặng quà gồm nhu yếu phẩm, thuốc cho nhiều hội viên. Chúng tôi thấu hiểu được khoảng thời gian này các gia đình phải cách ly, không thể làm việc để có thu nhập, đời sống khó khăn và cần sự hỗ trợ. Ngoài hội viên cũng mở rộng hỗ trợ cho F0 có hoàn cảnh khó khăn khác để chung tay cùng F0 vượt qua dịch. Hoạt động này cũng đang được phát huy ở xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, nhằm chia sẻ khó khăn của hội và người dân khó khăn do dịch Covid-19. Bà Nguyễn Thị Hồng Đan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ cho hay, hoạt động đồng hành cùng hội viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 đã được hội quan tâm thực hiện mấy tháng nay. Khi triển khai, F0 điều trị tại nhà sẽ tiếp tục hỗ trợ đối với các trường hợp gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhiễm bệnh. Chúng tôi luôn vận động thường xuyên và có sẵn nhu yếu phẩm để kịp thời hỗ trợ.